radio.vn.vn. Đỗ quả là đội hình của Thừa Thiên Huế ra ngoài trường Từ Dương tập huấn để tham dự cái hội nhà mạng ở tại Hải Phòng, được tin là về Bắc Kinh tham dự cái giải vật của hội làng chúng ta. Nhà cô Nguyễn Văn Bảo của Bắc Giang trang phục màu đỏ, hai ông đô toàn trên và tạ. Chúng tôi lưu ý các đô vật ở ngoài tỉnh là đã được hai cái lèo, chúng ta sẽ xin vào phá lèo, phá giải nhất và phá giải nhì. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu tranh giải nhất giữa hai đô vật Nguyễn Văn Bảo của Bắc Giang mang vố màu đỏ xếp giữ giải nhất và đô vật Nguyễn Văn Quảng của Thừa Thiên Huế mang vố màu xanh xếp tá giải nhất. Rồi hai đôi vào giữa sân. Do hai đô vật rất lặng cân, trận đấu tiếp tục và sức khỏe. Do vậy các quý vị khán giả ở bên ngoài chú ý giữ khoảng cách. Đề nghị các bạn có cháu nhỏ thì chú ý. Chúng tôi lưu ý các đồng chí bảo vệ ở trong khu vực sân bãi, những gia đình mà có cháu nhỏ là không được cho một mình đi ở vòng quanh giới. Đây là hai đồ vật rất to nặng, cho nên là không may mà ngã vào là nguy hiểm chấn thương, cho nên là các bà mẹ và các anh chị có cháu nhỏ mang theo là phải giữ các cháu. Con trai cái nào cũng hai đồ vật giữ xuống. Trận đấu tiếp tục. Thank you.
vật nữ và luôn. Trong thời gian hai ông nô nam đề nghị Đỗ Tuấn và Đỗ Hiếu của nhân viên trại làng chuẩn bị vào sới. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hà Văn Trọng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cũng về dự và chứng kiến những trận đấu hay của giải vật truyền thống khu Trung Mẫu. Xin quý khán giả cho một tràng pháo tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chung ống hoa rơi. Chúng tôi xin đi với các đô mà đã vận xong là các thành phố của ban tổ chức là chúng ta phải đưa vào chúng ta tổ chức ngay để cho các đô tiếp theo trận đấu tiếp tục. Đô Đức Hải và xong kiểm tra sản phẩm số xanh hơn cho đô Nguyễn Thanh Tân. Trận đấu tiếp tục. Mời mọi người các bạn thông cảm bởi vì hai đô này kết hợp lại thì thường là đôi chân chứ không kém được. Hiện nay đối với giải thanh niên trai làng, đô Nguyễn Văn Thịnh thành trước đã thắng hai keo giải nhất.
Thank you.
Zeno đều thi đấu tích cực, trận đấu bắt đầu. Thank you.